Mẹ thấy đỡ hơn chưa mẹ? Mẹ nhẹ hơn rất nhiều rồi. Mẹ có tuổi rồi, mẹ phải giữ gìn sức khỏe đấy. À, con có mua cho mẹ thuốc bổ với cả là sữa. Lát nữa người ta giao đến rồi, mẹ nhớ phải uống đầy đủ đấy nhá. Ôi giời ơi, bệnh tuổi già ấy mà, con cứ bày vẽ làm gì cho tốn kém ra. Mà các con ấy là phải rất tiết kiệm để còn lo cho các cháu nữa chứ. Rồi ạ, cái khoản đấy bọn con lo được, mẹ không phải lo đâu. Để con ra mở cửa. Linh đây à? Em bị làm sao đấy? Có chuyện gì thế con? Hả? Mẹ ơi, con sắp chết rồi. Cái con này chỉ được cái nói vở thôi. Thì có chuyện gì nói đi xem nào. Con bị bệnh ung thư mẹ ạ. Bác sĩ chuẩn đoán là con chỉ còn được sống 6 tháng nữa thôi. Nếu không cứu chữa kịp thời, con không qua khỏi được đâu. Cái gì? Ung thư á? Không, không thể. Không thể nào. Vì mẹ thấy con đang rất khỏe mạnh cơ mà. Con cũng không biết nữa. Hôm trước con bị ốm nên con đi bệnh viện khám. Ai ngờ bác sĩ lại chuẩn đoán là con bị bệnh ung thư giai đoạn 3. Nhưng mà vẫn có thể cứu chữa được mẹ. Hy vọng phần trăm sống là 50%. Thế chú Tuấn đâu? Chú ấy biết chuyện này chưa? Chị đừng có nhắc đến hắn ta nữa. Nó lại làm sao? Hôm trước khi con biết tin, con liền báo ngay cho anh ấy. Nhưng mà ai ngờ anh lại còn hắt hủi con, rồi còn đòi ly hôn với con nữa mẹ ạ. Sao lại có cái thể loại chồng như thế nhở? Thôi được rồi, rượu, con đi xuống dưới bếp nấu cho em ăn cái gì đi. À, tiện thể con dọn luôn cái phòng nhá. Để em ăn xong em lên em nghỉ. Vâng ạ. À, em bị bệnh thì có kiêng gì không ạ? Em sắp chết đến nơi rồi, có kiêng cữ cái gì nữa hả chị? Thôi đi đi con. Vâng ạ. Bình tĩnh nghe mẹ nói này. Không sao đâu con ạ, con cứ bình tĩnh rồi sẽ chữa khỏi mà. Mẹ ơi, con sợ là mẹ nhất định mẹ phải cứu con nhá. Ừ, mẹ sẽ cứu con. Con chỉ việc dưỡng bệnh thôi, con cứ để mọi việc mẹ lo. Con ơi, con cứ bình tĩnh nghe mẹ nói này. Mẹ cũng biết một vài người bị bệnh như con. Để mẹ hỏi xem là họ chữa bệnh bằng cách nào con nhá. Thôi, không cần đâu mẹ ạ. Thực ra thì cơ địa mỗi người mỗi khác, thế nên là phương pháp chữa bệnh cũng khác. Bác sĩ bảo là nếu cần xạ trị để chữa bệnh thì phải tốn ít nhất là 500 triệu đấy mẹ ạ. Cái gì? Những 500 triệu á? Dạ vâng, nếu mà không được như thế thì cũng không còn cách nào khác đâu mẹ ạ. À, mẹ ơi, hay là mẹ nhờ anh chị giúp con, mẹ vay tiền anh chị đi, chứ mẹ cũng đâu làm gì có tiền ạ. Nhưng mà anh chị vừa trả nợ xong cho ngôi nhà này. Bây giờ mẹ mở lời ra, mẹ sợ... Thì chả phải anh chị còn căn nhà này hay sao? Mẹ nói với anh chị giúp con là cầm cố căn nhà này đi. Đến khi nào con chữa bệnh xong, con khỏi bệnh, con sẽ đi làm để trả lại mà. Cầm cố à? Ừ nhỉ? Sao mẹ lại không nghĩ ra nhỉ? Thôi được rồi, thế con cứ bình tĩnh nhá. Để đợi anh về mẹ sẽ nói chuyện với anh. Dạ. Cô đây làm gì? Con đi làm về rồi đấy à? Ngồi xuống đây. Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Nó có ra chuyện gì hả mẹ? Kể con, chưa chi con đã nóng tính như thế. Thế chả phải nó gây ra quá nhiều chuyện, mẹ không nhớ à? Thì đấy là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ em nó đang rất cần sự giúp đỡ của con ạ. Nó cần bao nhiêu? Mẹ nói đi. Khoảng 500 triệu. Cái gì? 500 triệu? Con làm gì có số tiền lớn như thế? Thì con cứ bình tĩnh ngồi xuống đây nghe mẹ nói đã. Em nó phải cần dùng số tiền nhiều như thế vì nó bị ung thư con ạ. Con không còn nhiều tiền thế mẹ ạ. Con vừa giả nợ ngôi nhà này mà. Thì mẹ cũng biết là như thế. Hay con cầm cố tạm một thời gian thôi, lấy tiền cho em nó chữa bệnh rồi mình tính tiếp con ạ. Mẹ lúc nào cũng chiều chuộng nó. Thế mẹ đã xác nhận là nó bị bệnh thật hay chưa? Con ơi, ai lại đem chuyện này ra để đùa con? Mà khi chồng nó biết nó bị bệnh,
đã đòi ly hôn nó đấy con ạ. Cái gì mà ly hôn? Vợ chồng nó vừa đi du lịch sang chảnh ở khách sạn 5 sao. Mẹ bảo ly hôn thế nào? À thôi mẹ ơi, hay là nếu mà anh đã không có thì mẹ đừng có ép anh, kiểu lại mất hòa khí gia đình đấy mẹ ạ. Đấy, em nó còn nghĩ được cho con. Nhưng thử hỏi, đã bao giờ con nghĩ cho em chưa? Nó là em ruột của con đấy con ạ. Chính vì nó là em ruột của con nên con không thể nhân nhượng nó mãi được mẹ ạ. Con chào mẹ. Anh về từ lúc nào đấy ạ? Cây Linh sang đây từ khi nào? Em không nói cho anh biết. Chuyện này thì do anh đi công tác nên là em không tiện nói. Thế còn chuyện cái Linh bị bệnh, mẹ muốn cầm cố nhà này em biết chưa? Chuyện cái Linh bị bệnh thì em biết, nhưng mà chuyện cầm cố căn nhà thì... Là ý của mẹ con ạ. Mẹ xin các con, mẹ xin các con hãy cứu lấy em chỉ một lần này thôi. Mẹ ơi, mẹ đứng lên đi ạ. Để con thuyết phục anh ấy, mẹ cứ đứng lên đi đã. Anh này, em nghĩ là cái Linh thật sự cần số tiền này. Bây giờ cứu người là trên hết mà. Mình cứ cầm cố căn nhà đi rồi làm lại cũng được. Mua nhà này là mồ hôi nước mắt vợ chồng mình. Em muốn cầm cố là cầm cố được à? Thì em gái của anh cũng như là em gái của em thôi. Đâu có ai muốn xảy ra chuyện như thế này đâu. Thôi bây giờ mình cứ giúp được cái gì thì mình giúp anh ạ. Thôi rồi, đấy là ý của em, anh chiều em. Nhưng sau này có chuyện gì xảy ra ấy, em đừng hối hận nhá. Chị ơi, em cảm ơn chị nhiều nhá. Chuyện cần làm thôi mà. Với cả là em đừng suy nghĩ nhiều nhá, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Dạ vâng ạ. Con dâu, mẹ cảm ơn con rất nhiều. Không có gì đâu mẹ ạ. Con nói đi xem nào. Con tìm được thầy chữa bệnh cho cái Linh rồi. Thầy á? Nhưng địa chỉ có tin cậy không? Có mà mẹ. Người thân con ở dưới quê ấy, bị y hệt cái Linh luôn. Bệnh viện trả về thế mà thầy lại chữa khỏi đấy mẹ ạ. Phước chủ may thầy, dù là 1% nhỏ thôi mình cũng phải thử chút. Thế thì tốt quá rồi. Để mẹ lên mẹ báo cho em nhá. Vâng ạ. Em vừa nghe tin được bác cả ở dưới quê bị bệnh giống Linh mà được thầy chữa khỏi đấy anh ạ. Ừ. Em vừa báo với mẹ rồi, để tìm thầy chữa luôn. Ừ, thế cũng được. Còn đây là giấy tờ cầm cố nhà. Anh em ký là xong. Em cảm ơn anh nhá. Ơ kìa, sao lại cảm ơn? Cái Linh là em gái của anh. Em giúp anh thay đổi quyết định, anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. Đi ra khỏi đây, đi. Con mất giày này, con nào lấy con này, con mất giày này. Mày là đồ khốn nạn. Có chuyện gì vậy mẹ? Anh yên tâm đi, một kế hoạch hoàn mỹ luôn. Em mà đã diễn thì chỉ có xuất sắc trở lên thôi. Em làm thế nào thì làm, lăn lóc, đau đớn quằn quại vào, cho vợ chồng nó rót tiền cho nhanh. Cuộc xã hội đen sắp đến tìm đến anh rồi này. Thì em vẫn đang cố diễn xuất sắc có thể đây. Em chỉ còn đợi anh ta cầm cố nốt ngôi nhà này, rồi em sẽ cầm tiền để cao chạy xa bay luôn. Khiếp, mới có vài ngày diễn làm vai bệnh nhân sắp rụng thôi, mà em cảm giác em sắp rụng thật luôn rồi đây này. Cái gì? Hả? Con mất dạy này, mày muốn dụng cái gì? Hả? Tao cho mày dụng luôn một thể nhá. Mày biến ra khỏi nhà tao. Mày dám lừa tao, lừa cả cái nhà này à? Mày biến ngay khỏi đây. Không mẹ ơi, mẹ nghe con giải thích đã. Chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Tao không cần nghe giải thích gì hết. Mày biến ra khỏi đây, tao không muốn nhìn thấy mặt mày ở đây nữa. Biến, đi ra khỏi đây. Đi. Con mất dạy này, con nào lấy con này. Con mất dạy này. Mẹ ơi, con biết lỗi của con rồi. Vợ chồng con có vay xã hội đen một khoản tiền rất lớn. Nếu mà con không có tiền để trả cho chúng nó nhất định sẽ không để cho vợ chồng con được yên đâu. Mẹ với anh chị giúp con nốt lần này thôi ạ. Thế hóa ra là cô giả bệnh để lừa mọi người đấy à? Anh đã nói là nó không đáng tin, mọi người không tin anh à? Em thực sự rất là hối hận rồi. Nhưng mà anh chị giúp em nốt lần này thôi, sau đó em hứa em sẽ đi làm kiếm tiền trả lại anh chị mà. Mày đang nằm mơ đấy à? Vợ chồng mày cá mè một lứa, ăn chơi trác táng, giờ giả bệnh về để lừa mẹ lừa tao. Mày nghĩ tao giúp đỡ mày được nữa à? Mày cút ngay ra khỏi đây. Mẹ ơi, mẹ nói với anh Minh nốt một lần này thôi.
Mọi người giúp con với, không con chết mất. Nếu như ngày hôm nay tao không nghe thấy câu chuyện mày nói với chồng mày, thì có lẽ anh trai với chị dâu mày phải ra ngoài đường mà ở, rồi phải nai lưng đi làm để lấy tiền trả nợ thay cho vợ chồng mày đấy. Mày có còn lương tâm nữa không hả Linh? Thôi mẹ ạ, dù gì thì cô ấy cũng chẳng ốm đau gì cả, bỏ qua đi mẹ. Chuyện gì thì mẹ có thể bỏ qua được, nhưng riêng chuyện này thì không. Coi như từ đấy tao không có đứa con gái như mày nữa. Mày không nghe thấy mẹ nói gì à? Cút! Trời cao đất dày ơi, con với chả cái, làm sao tôi dám nhìn mặt mũi ai nữa chứ. Thôi mẹ ạ, dù sao thì chúng ta cũng nên chuyện trước khi quá muộn rồi, cũng chưa mất mát gì cả, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa ạ. Mẹ xin lỗi các con vì đã tin lời nó. Mẹ sai rồi. Thôi mà mẹ, chuyện cũng qua rồi, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, mà giờ để sức khỏe nhé ạ. Mẹ cảm ơn các con. Vợ con nói đúng đấy, mẹ không phải tiếc về một người không xứng đáng đâu mẹ ạ. Mẹ cảm ơn con vì con đã nghĩ cho mẹ, nghĩ cho em, nghĩ cho cái gia đình này. Nhưng chỉ tiếc là... Thôi mẹ yên tâm đi, dù có chuyện gì xảy ra ấy thì bọn con vẫn luôn bên mẹ mà. Anh này, anh gọi điện bảo là hủy cái vụ cầm cố đi. Hôm nay ấy, em với anh phải đưa mẹ giải stress chứ. Vợ con là đúng ấy mẹ ạ, vì nó mà mấy hôm nay gia đình mình xáo trộn cả lên. Nhưng không sao, con quyết định rồi, hôm nay con mời cả nhà mình đi ăn một bữa. Vợ thấy sao? Em đồng ý. Mẹ nhau.